Thưa quý vị, sau nhiều năm không sử dụng, không chỉ một mà nhiều khu tập thể đồng loạt rơi vào cảnh xuống cấp trầm trọng. Khu tập thể Nghĩa Đô ở Hà Nội là một trong những hiện thực rõ ràng nhất khi nhiều mảng tường nứt toác, bong chóc, thấm rột sau 50 năm sử dụng. Vấn đề này đã khiến cư dân sinh sống tại nơi đây rơi vào cảnh khốn khổ. Vào năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án cải tạo nhà AB, khu tập thể Nghĩa Đô, giao liên doanh công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủ Đô 2, công ty cổ phần Nhật Quân Anh nghiên cứu lập, thực hiện dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh, xây dựng mới công trình, thay thế khu nhà cũ đã hư hỏng xuống cấp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 995 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 đến 2016. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn dừng lại trên giấy. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, sau nhiều năm sử dụng, đa số hộ dân ở đây đều cơi nới, lấn chiếm bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung tập thể, đua ra bên ngoài 1-2 mét, sau đó dựng chuồng cọp kiên cố để làm bếp, nhà tắm, chỗ phơi quần áo. Hàng trăm chuồng cọp chồng lên nhau, bấu víu vào một bức tường chung tập thể, khiến kết cấu khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đổ sập. Những đường dây điện mắc nối chằng chịt như mạng nhện bao vây khu tập thể Nghĩa Đô, không chỉ gây mất mỹ quan mà đây còn là mối nguy với những hộ dân xung quanh. Khoảng không gian sân chung khu tập thể, giếng trời cũng bị các hộ dân lấn chiếm, biến thành nơi xả nước thải, rác thải, bốc mùi xú uế, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phía bên ngoài căn hộ còn có cây dại mọc, có cây khá to bám rễ sâu mọc trên tường nhà. Dọn về khu tập thể Nghĩa Đô từ năm 1979, gia đình ông Trần Ngọc Diệp, 81 tuổi, sinh hoạt trong căn hộ khoảng chục mét vuông. Theo ông Diệp, căn hộ gia đình ông đang ở nhiều năm nay luôn trong cảnh nứt, bong chóc các mảng tường. Ông Diệp cho hay, xung quanh nhà có đến hàng trăm vết nứt nên tôi đành phải chi tiền triệu để sửa trần tường nhà. Giờ động chỗ nào hỏng chỗ đó, mưa nhỏ nước cũng dột vào nhà. Vào mùa mưa, tôi phải căng bạt để thu gom nước chảy về một chỗ. Tương tự, căn hộ nhà ông Lê Như Quý, 71 tuổi, cũng xuống cấp, vữa rơi từng mảng. Gia đình ông phải làm máng để hứng nước từ trên xuống tránh dột. Ông nói, dù rất lo lắng, đặc biệt khó chịu vào những ngày nồm ẩm, nhưng không biết đi đâu nên chúng tôi vẫn phải cố gắng bám trụ ở đây. Chúng tôi mong thành phố sớm xây dựng lại các khu tập thể cũ để người dân không còn phải sống trong không gian chật chội, tù túng, bất an, không mưa cũng dột như này nữa. Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, biến dạng so với kết cấu ban đầu của tòa nhà. Nhiều mảng tường bong vữa trơ cốt gạch. Không ít hộ dân đã phải bỏ của chạy lấy người, niêm phong nhà, chuyển đi nơi khác, để lại căn hộ như nhà hoang. Liên quan việc hàng trăm hộ dân vẫn phải tiếp tục sống trong khu tập thể Nghĩa Đô xuống cấp trầm trọng, trả lời phóng viên, bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô cho biết, chính quyền rất mong muốn tiến độ dự án cải tạo khu tập thể này được đẩy nhanh. Bà cho biết, chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền tháo gỡ trong vấn đề triển khai thực hiện dự án, nhất là về tỷ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu căn hộ.